Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio. Đấy thì có mấy bác khách đến đến thì bảo lên cho tiếng nhạc của cái con Panasonic, có mà đây là RS50. Đấy, vâng. Yêu cầu của bác thì bảo lên cho tiếng nhạc để bác nghe thử. Đấy thì cặp này giá của nó là 1.350.000 nhá. Hình thức thì bên em quay rất là kỹ rồi. Đấy các bác nhìn qua một tí lại này. Đấy, hình thức thì cặp này đẹp, hàng đẹp luôn nhá. Đấy, so với con hàng bãi thì quá tuyệt vời, còn mấy chỗ này thì thực sự các bác là hàng bãi thì khó tránh lắm, nhưng mà so với mặt bằng chung của một con hàng bãi thì đây là một con hàng đẹp. Đấy. Dòng này thì công suất là 50W. Đấy. Music có lên tới cả 100 rồi. Trở kháng là 6 ohm. Đấy, tức là min của 50 còn max của nó lên tới là cả 100. Là một loa đấy. Dòng này thì dây đi thì nó dây đi theo loa nhá. Đấy. Anh thức coi nhìn qua chưa, phê chưa, quá tuyệt vời. Đấy, đây căng hai trước đây. Đấy. Ok rồi, sau đây em sẽ ghép dây và đấu thử để các bác nghe thử tí chất âm của nó nhá. Đấy, theo đúng yêu cầu của các bác luôn. Cái con này thì dây của nó về nó hơi ngắn một tí ấy, nên là em phải đấu nó lối dài ra một tí. Đấy, em sẽ ghép tạm đây nhé. Ok. Đây, em sẽ lên thử cái nhà có nghe thử luôn. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức chất âm đến từ con Pala này nhé. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu nào? Ngày xưa chém nên thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu, không nói nên ở phương này vui kiếp sống trình nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho ta xin đường thăm màu. Và cho anh
trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biến cho chăng tình lẽ đêm buồn. Nhá. Đấy, thì vừa rồi em đã test cái chất âm để các bác nghe thử con này. Đấy, các bản trước thì em sẽ test rất là ngắn, nhưng bản này muốn test dài một chút để các bác có sự cảm nhận cũng như là mình có thể là nghe thấu đi một chút, đúng không ạ? Đấy, thì với cái dòng này thì nó là dòng 3 đường tiếng các bác nhá, có bát, trung, tép. Nên là tiếng nó ra nó rất là tách bạch và nó thoát tiếng, nó nghe nó không bị bí và nó cảm giác như là nó nghe nó cảm giác cho một người chơi cảm giác như là nó thư thái, nó thoải, nó thư giãn ấy. Không giống như một con loa khác thì nhiều con cảm giác mình nghe nó cái bát nó đánh nó rất là khó chịu và bí người, càng nghe càng cảm thấy mệt. Đấy, thì con này nó lại có cái đặc điểm hay, đó là làm tốt cái phần trung âm, thế nên là cái chất âm của nó rất là thanh tiếng, nghe rất là hay. Vâng, giá cặp này thì bên em đã báo rồi nhá, nó là 1.350.000. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì liên hệ cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Vâng, xin chào các bác.